Quỳnh Lương xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký Hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đến với chương trình, chúng ta sẽ được xem những tình huống rất gần gũi và thường gặp hàng ngày trong cuộc sống, và thông qua đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học kiến thức bổ ích cho bản thân mình cũng những người thân trong gia đình mình để cuộc sống của chúng ta càng trở nên tốt đẹp hơn. Và đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lê Hùng, giám đốc chuyên môn của hệ thống nha khoa Medental, đồng thời là giảng viên Viện đào tạo da hàm mặt Đại học Y Hà Nội. Xin chào Quỳnh Lương và quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, đôi khi có những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng mà chúng ta nghĩ đó bình thường. Và nếu để tiếp diễn trong một thời gian rất là dài thì có thể tạo ra những bệnh lý nghiêm trọng răng miệng. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta đó là các thói quen xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng. Một nụ cười thật tươi sẽ gây thiện cảm với người đối diện. Thế nhưng đôi khi, những thói quen trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại thói quen ấy có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể ở đây là sức khỏe răng miệng. Để giữ một hàm răng đều đặn trắng khỏe không phải là điều đơn giản như bạn nghĩ. Đó là cả một quá trình và bạn cần chăm chút và lưu ý từng thói quen hàng ngày của mình để không phải ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của chính chúng ta. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện tình huống sau đây. Anh Phúc làm nghề lái xe, trời mùa hè nóng nực, anh có thói quen uống trà đá cả ngày. Cứ khi nào khát là uống, nhưng khi uống thì anh lại thích ăn đá, và nhai đá thì mới đã, sảng khoái và tỉnh táo. Chị Hạnh biết vậy nên chu đáo, chị luôn chuẩn bị sẵn cho anh một bình đá mang đi làm mỗi ngày. Bữa cơm tối hàng ngày, anh Phúc lại rất thích uống bia cùng các món ăn vợ nấu, mà mỗi lần uống bia, anh Phúc lại có thói quen khui nắp chai bia bằng răng cho nhanh. Bé Bông và bé Binh thấy mỗi lần ba làm như vậy thì lại rất thích thú và cho rằng đây là màn biểu diễn tài ba của ba. Chị Hiền và ba Ngọc đều không ủng hộ vì một phần sợ con bắt chước, một phần cũng lo lắng rằng vì sợ răng của anh Phúc bị gãy. Bà Ngọc không hài lòng nói: "Mẹ nghĩ con nên hạn chế dùng răng mở nắp chai đi, mấy đứa nhỏ thấy bắt chước không tốt đâu con." Anh Phúc với tính cách thích nhanh và xuề xòa luôn nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì. Ngoài thói quen nhai đá và mở nắp chai bia bằng răng, anh Phúc còn rất thích ăn cua và ghẹ. Mỗi lần như vậy, anh cũng dùng răng cắn và gỡ. Mỗi lần nhìn thấy anh Phúc làm như vậy thì chị Hạnh cảm thấy rất sợ và nói mãi thì anh Phúc vẫn không nghe. Dạo này anh Phúc khi đánh răng thì thấy chân răng hay bị chảy máu, nhưng nghĩ rằng chắc do đánh răng mạnh tay quá nên mới vậy. Một hôm, bé Bông được bà mua cho bịch kẹo nên chạy ra nhờ bố bóc giùm. Anh Phúc dùng răng để xé bịch kẹo cho con, nhưng vừa giật mạnh bịch kẹo ra khỏi miệng thì chiếc răng cửa của anh bị mé mất một phần. Anh Phúc hốt hoảng gọi vợ, chị Hạnh vừa giận chồng vừa mắc cười vì gương mặt anh lúc này thật hài hước. Anh Phúc lúc này thấy răng của mình đã yếu đi, chỉ vì những thói quen xấu, anh quyết định đến gặp nha sĩ để sửa lại chiếc răng gãy của mình. Cũng là một câu chuyện khá hài hước từ một cái tính cách của người đàn ông, đúng không chị? Qua câu chuyện này thì em xin muốn hỏi bác sĩ đó là bác sĩ đánh giá gì về tình huống trong câu chuyện này như nào? Đây là một cái tình huống rất là vui, rất là thú vị. Nó diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh mình. Chỉ có là thực sự đấy nó những cái thói quen xấu nhưng mà mình thành cái thói quen hàng ngày. Mình nghĩ đấy là rất là bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Đến lúc nó gây ra một số các cái hậu quả nó nghiêm trọng rồi thì bắt đầu mới giật mình. Đôi khi là câu chuyện nó đã muộn rồi. Thế thì không gì bằng là mình hãy nhận biết các cái thói quen xấu, hoặc là biết nó là cái thói quen xấu để có thể trao đổi với mọi người trong cái gia đình hoặc là với cái đồng nghiệp để làm sao mà hạn chế, từ bỏ những cái thói quen xấu đấy đi, để tập đến những cái thói quen tốt, duy trì các thói quen tốt để cho làm tốt cho cái sức khỏe răng miệng nói riêng và cái sức khỏe của toàn bộ cơ thể nói chung. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì đâu là cái thói quen mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng, thói quen xấu ấy? Có rất là nhiều cái thói quen xấu có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng. Bác sĩ xin chia sẻ một cái nhóm các cái thói quen xấu mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của trẻ con đầu tiên đấy. Cái thứ nhất là một số các cái ăn những cái chế độ như là ăn kẹo sau khi đã đánh răng rồi, để uống rất là nhiều các cái nước giải khát có ga. Đặc biệt là một số các cái trẻ nhỏ có những cái thói quen như là ngậm cơm
lâu, ví dụ như thế, thì nó ảnh hưởng rất là dài hạn, ví dụ gây sâu răng. Ngoài ra một số các cái thói quen xấu nó lặp lại, nó có thể gây ảnh hưởng rất là nặng, ví dụ như là các cái thói quen như là ngậm cái môi dưới hoặc ngậm môi trên. Ví dụ một số các cái bé gái, đặc biệt là bé gái hay có cái thói quen ngậm môi dưới, thì về dài hạn sẽ làm cho cái xương hàm trên nó bị đưa ra trước, nó bị chìa rất là nó nhọn, nó ra trước, và cái hàm dưới thì nó thụt vào bên trong. Một số bạn khác thì nó lại ngậm môi trên. Môi trên thì nó gây ra cái câu chuyện gì? Một là cái xương hàm dưới nó ra phía trước và cái xương hàm trên nó thụt vào trong, thành một cái khuôn mặt nó hơi cái già nua, nó méo mó một chút. Rồi những cái thói quen về mặt lâu dài, những cái bệnh lý về mặt cái đường hô hấp, ví dụ như cái thở miệng chẳng hạn, trẻ nhỏ gặp rất là nhiều. Hiện tại thở miệng nó kéo dài cũng gây ra những ảnh hưởng đến cái răng và cái cung hàm. Đấy là những cái thói quen xấu ở trẻ nhỏ. Rồi là ngoài ra thì một số các cái thói quen khác thì cũng có thể gặp, như là dùng cái ti giả kéo dài, hoặc là mút ngón tay, hoặc là cắn móng tay của trẻ em. Nếu mút cái ngón tay kéo dài sau một thời gian thì có thể thấy là cái cung răng nó có một cái hình cái ngón tay ở bên trong luôn, ở cả răng trên cả răng dưới, nên nó gây ra một cái bất thường, một cái lệch lạc về mặt cái răng lợi. Đấy là về cái trẻ nhỏ. Còn người lớn thì xung quanh mình cũng rất có nhiều cái thói quen không tốt, ví dụ như là trong tình huống đưa ra, như anh Phúc chẳng hạn, thì như cái thói quen mà ăn đá, nhiều người là cắn đá rôm rốp như thế, và người ta thấy rất là vui, rất là sảng khoái vì những câu chuyện đấy. Hoặc là sử dụng răng sai mục đích, dùng để cắn xé các cái nắp chai. Hoặc là ví dụ những cái người mà người thợ máy, người ta dùng cái răng người ta cắn chỉ. Thế thì những cái nó rất nhỏ thôi, nhưng nó lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng giờ, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái hệ lụy, nó nguy hiểm. Ngoài ra thì còn gặp rất là nhiều những cái trường hợp là đánh răng sai cách chẳng hạn. Đánh răng nó quá mạnh, là không thay bàn chải thường xuyên, đánh sai cách nó gây mòn hết cả cái chân răng, nó gây cái ế buốt về mặt sau này. Rồi là một số các cái thói quen như ăn những cái thức ăn nó quá cứng, thì nó gây chấn thương răng, gây gãy vỡ răng. Nhiều cái thói quen khác nữa, nó về dài hạn nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe răng miệng. Dạ, thưa bác sĩ, có nhiều người nhận định rằng sức khỏe răng tốt hay xấu là do vấn đề di truyền, và cái việc mà mình chăm sóc chỉ hay thay đổi thói quen chỉ là một phần để thay đổi thôi, thì bác sĩ nghĩ sao về những nhận định này? Về cái yếu tố di truyền, nó cũng có cái ảnh hưởng đến cái răng miệng, nó đến cái cấu tạo của cái răng, rồi cái chất lượng của cái răng. Tuy nhiên thì cái đấy nó không phải là cái yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định vẫn là cái yếu tố mà chăm sóc răng miệng đúng cách, duy trì những cái thói quen tốt. Ví dụ răng của bạn nó không, cái mé răng không được tốt lắm, cái lợi nó không được cái dày dặn như là mọi người, thì mình sẽ phải cần một cái chế độ chăm sóc nó đặc biệt hơn. Dạ thưa bác sĩ, cụ thể là với mỗi thói quen xấu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề răng miệng? Thứ nhất là về các cái thói quen xấu với trẻ nhỏ thì mình đã phân tích vào cái tình huống trước. Ở đây với những cái thói quen về người lớn thì ví dụ như là cái chuyện nhai đá chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Thông thường với những cái nhai đá ấy, thì nhất là cái nhiệt độ nó lạnh, hai này là bề mặt nó rất là cứng như thế, thì khi nhai thì nó sẽ gây ra những cái sang chấn nhỏ, có thể những cái nứt nhỏ thôi, và dần dần nó sẽ tạo thành những cái vết nứt lớn hơn, và thậm chí nó có thể là một cái ngày đẹp trời nó vỡ ra một cái miếng răng, hoặc thậm chí nó nứt đôi ra cả một cái răng. Thì cái việc nhai đá cũng như là dùng răng để làm các việc khác, như là đôi khi là cắn cái dây, hay là mở cái nắp bia, hay ví dụ như thế, dùng hoặc là ăn một số các cái thức ăn rất là cứng, như là một số người có những cái thói quen như ăn cái sụn sườn, rồi là ăn một số cái đồ ăn rất là cứng, thì nó gây ra cái nguy cơ cái chấn thương răng. Một số cái cách như là chăm sóc răng miệng nó không đúng cách, như cái chạy răng không đúng cách chẳng hạn, thì về mặt dài hạn nó gây ra cái mòn răng, mòn cổ răng, nó gây cái ế buốt răng, và đặc biệt nó về lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến cái tụy răng, và thậm chí nó có thể là gãy cái răng đấy với những cái lực nhai nó lớn. Một số các cái thói quen khác nữa
nó cũng gây cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái răng nói chung, như là cái thói quen mà hay nghiến răng chẳng hạn, khi nó bực tức là nghiến răng ken kẹt, hoặc một số cái người nghiến răng trong cái vô thức. Thì thứ nhất là nghiến răng nó sẽ phát ra cái tiếng động, nó ảnh hưởng đến cái những cái người xung quanh, đặc biệt những người gần gũi như mình, ví dụ như là vợ, là chồng, nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của họ, rất là khó chịu trong những cái trường hợp như thế, hoặc là những trường hợp nghiến răng hoặc là ngáy chẳng hạn. Và về mặt thực thể thì nó sẽ làm cho cái răng nó mòn rất nhanh, nó gây cái ê buốt, thậm chí là sau này nó mòn thì làm cho cái chiều dài của cái tầng dưới của khuôn mặt nó sẽ ngắn lại đi, thì trong cái khuôn mặt nó già nua hơn, đấy, nó sẽ không được trẻ trung như là cái thời ban đầu nữa. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì có một số trường hợp thì họ cũng không có đồ ăn quá nóng này, cũng không bao giờ nhai đá, hay là bản thân họ cũng là những người ít ăn kem, nhưng mà răng của họ tự nhiên lại bị mẻ gãy, thì cái lý do vậy là vì sao ạ? Có thể có rất nhiều cái lý do trước đấy có thể người ta có một cái đường nứt sẵn rồi, một cái đường nứt sẵn nó nhỏ thôi, theo cái thời gian tiến triển, theo thời gian nó to ra, và một ngày đẹp trời nó vỡ ra. Mình cũng thường xuyên gặp một số các bệnh nhân như thế, và họ rất là giật mình, bảo tại sao tôi ăn những cái đồ ăn rất là mềm nhẹ thôi mà tự nhiên cái răng này nó rơi ra được như này. Thì thực sự đấy là một cái giọt nước làm tràn ly thôi. Còn các cái nguyên nhân mà gây ra những cái rạn nứt như thế thì rất là nhiều nguyên nhân, trong đó là một số là các cái thói quen xấu mà như là mình đã trao đổi từ đầu chương trình đến giờ. Vâng, thế thì bác sĩ có những lời khuyên nào hay những cái lưu ý nào khi mà chăm sóc răng miệng đúng cách không ạ? Để cái chăm sóc răng miệng đúng cách thì thứ nhất là mình phải xác định được là cái tình trạng răng miệng hiện tại của mình là như nào. Đấy, cái đấy là cái việc đầu tiên mình phải xác định lại cái tình trạng răng miệng. Từ đấy thì mình sẽ có những cái giải pháp nó phù hợp với cái tình trạng răng miệng đấy. Ví dụ như là với những cái tình trạng như này thì phải lựa chọn những cái loại bàn chải như này, nước súc miệng như này, các cái phương pháp tác động thêm như là dùng các loại chỉ tơ nha khoa loại nào, đúng không ạ? Rồi hay là dùng cái tắm nước, hay là dùng cái bàn chải kẽ đấy, rồi kết hợp với các cái chế độ ăn nữa chẳng hạn. Những người mà răng đã yếu mà nguy cơ gãy vỡ cao thì phải tuyệt đối tránh những cái loại nó thức ăn nó quá cứng, để nó sẽ ảnh hưởng làm cái nguy cơ gãy vỡ nó cao hơn. Hoặc là những cái người mà người già mà cái răng nó xương nó bị tiêu nhiều, bình thường thì cái xương nó bao phủ toàn bộ chân răng, nhưng bây giờ nó tiêu nhiều xuống thì cái nguy cơ mà chấn thương, nguy cơ gãy răng thứ phát ấy, nó sẽ cao hơn so là những người trẻ, ví dụ như thế. Thì tùy từng cái trường hợp cụ thể, các cái bác sĩ thăm khám sẽ có một số các cái gợi ý về các cái biện pháp, hoặc là một số các cái nên phòng tránh, nên đề phòng hạn chế những cái này cái khác, thì để làm sao mà để cho giữ gìn được cái răng nó lâu nhất có thể. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ từ những lời khuyên, từ những chuyên môn mà bác sĩ đã chia sẻ cho MC cũng như quý vị khán giả biết. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 18:10 thứ 6, thứ 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và bây giờ thì cùng bác sĩ là gửi lời chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.